Bắt đầu video hôm nay mình xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch đó, là Tết nửa năm. Hôm nay mình ở nhà không có anh chị em gì về đông cho nên là không có đổ bánh xèo, nhưng mà mình sẽ đi mua bánh xèo. Đây là Tết nửa năm hay gọi là Tết Đoan Ngọ gì đó. Mình chạy lại đằng cuối năm hàng xóm mình mua bánh xèo. Đi cuối năm mua bánh xèo rất là ngon. Nãy đang nhổ cải đó đó, giờ mới nhổ. Nãy nhổ cải chị nhổ đó đó. Rồi cải trồng luôn. Đó, cải trồng nhà, cải thiên nhiên. Không có phân thuốc gì hết. Vậy là quay rồi, quay công đang nhổ cải. Trồng ở đang nhổ cải ở đề đó. Nó đang nhổ cải rồi mới có dịch là dịch nó lại nó ấy. Cây nhà lá vườn không có phân thuốc gì hết. Cái bánh xèo bự bằng cái chảo luôn. Này cải này cô trồng rồi cô canh ngay luôn ha. Ừ, đây. Nó mới hái nãy. Mới hái luôn về. Cái rồi á. Sáng về ba hầm một nồi xương. Về bánh xèo mua về ba đem anh cúng mùng năm xong rồi chúc ăn sao được không? Đầu năm cuối năm phải qua năm khỏi cũng nhờ bỏ vô luôn nha, không biết nha. Mấy cái gỗ này bữa nào kiếm gỗ mới mua nó là sợ cái da. Giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu ớt vịt nướng. Đây là bột ngũ vị hương. Đây là hành tỏi. Ngũ vị rồi, còn hành tỏi nữa, hành bảy vị rồi. Rồi thêm gì đó, dầu hào. Dầu hào là cái gì em?
gieo hạt đều. Này là bột tỏi. Này là bột hành. Này bột tỏi này mình không có, mình không bỏ vô cũng được tại vì có cái này cho nên cái kia mình bỏ ít. Mình bỏ đại thôi chứ không biết ăn ngon không. Rồi còn gì nữa không? Chứ nước mắm. Còn gì nữa không? Giờ tới ốp vịt. Mắt pha vịt. Ủa cái gì nó đang con nước bóc này. Nó không mắc xa, lóc tóc nha, lóc tóc nè. Này phải có nấm mèo này kia, đồ dồn vô trong cái bụng đó. Mà không có thì thôi. Dồn lá mốc mật vô. Dồn lá mốc mật vô thôi. Lá mốc mật vô. Quên. Đây là lá mốc mật khô. Này nấm gom, nấm này nấm kia mình bỏ vô bụng mà thấy người ta bán vậy đó. Nhiều cho nó thơm. Thơm không hay nhiều quá nó bắt đầu ra mùi. Lá mốc mật này của người quen cho để không về tủ lạnh nè. Đây là mít sunrise. Mít đỏ này nè, không biết phải có đúng là sunrise không. Giống mít mới. Ăn nó cũng ăn nó cũng ngọt. Mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức bánh xèo mùng 5 với gia đình. Này bà nấu xương bánh bột. Xương bánh canh. Làm bánh canh thì lấy tô bút vô ăn. Bữa nào ăn có việc việc bút ăn. Tự do. Con ăn bánh canh hay gì đó, con lấy tô con làm tô con ăn. Miếng ăn cái gì đó ấy ăn. Rồi, ăn bánh kẹo. Kẹo ăn. Ăn vậy. Ủa, bà ăn có giá cho ăn hả? Đổ giá rồi. Giá chẳng có giá là tô hành ngọ đây. Ừ.
bé chanh rồi đó. Chào bác ba. Chào từ đầu rồi, chào không định, chào. Bác hai nữa. Đây là mấy trăm cái, 80. Nó dùng 80. Cao cao cao. Mày nói cái bánh ú là 80 ngàn, nó gì đâu mà nó dữ. Mời. Nhưng thật mà. Trong trường hợp đừng lên cổng cầu chợ cua nè đó có bán để bán thịt dê mày không biết nhiều quý nha có hai mấy chỗ luôn rồi mà con xuống ở chợ Bến Canh à con xuống chợ cua em quay để con thấy nhiều cái ngon cho xe ông giờ được bán còn bác á, dạ 12 giờ 1-2 giờ là bác đi chợ Hòa Ninh đó, chỗ mà cái mình giúp đỡ đó. Vô đó phải theo theo quay rồi kia ghé ghề dắt dưa mới hai cũ mới nha ghé là ghề vô mua luôn hai bác hai ha mua 40-50 ngàn cái đầu theo quay về con kho như cố có mà ổng kho ăn bá cháy bá cháy luôn hả? Bá cháy. Heo có rẻ không? Bác hai không dám mua luôn. Nghe bí đau nghe thấy gầu. Bí đau bệnh hả? Bệnh đau. Bí đau mà còn đau. Quá ngon. Cái bí này. Hồi đó người ta đau người ta ăn hết cái kiểu bí đau. Lợi. Cái này là đầu chứ đâu phải má má heo không ba? Đủ rồi. Mấy má thơm mài mày. Nữa. Đủ hết rồi. Ta làm hết ba lon. Có ta đi về ta mua luôn mà tao lựa làm bì luôn cũng được nữa mà thấy không? Mắt cũng có nữa để ta kiếm mắt cho mẹ. Có lỗ mũi. Lỗ mũi làm bì. Có lỗ mũi nữa. Rồi tép nhiều dữ vậy đó hả? Bắt tép vậy. Ngon. Tép đồ lên bắt tép. Dịch xèo xèo rồi đó nha. Dạ, cái miếng nó có gân nữa kìa chị. Gân đó ngon. 200 ngàn bạc. Dịch nó gõ mỡ cái xèo xèo rồi. À, nửa bên nó còn 40-50 phải rồi. Năm rồi đông cho nên ở nhà làm hôm nay ít cho nên mua 5 cái ăn không hết luôn. Mở lên mắt rồi, chấm ăn ngon. Dạ. Mấy cái không biết rớt cả gì. Bánh xèo con Năm nhìn qua nhà có bên tay mông lễ con kia cấp quá ngon rồi mua ba thêm. Ừ. Cách nhà mình cứ hở miếng ngóc vô ăn với cha mẹ luộc cái gì lá lá thốt lốt mà luộc ăn không ta nói nên thuốc lá thốt lốt thử ươm đưa nên thuốc hả bác hai ừ. Như lá chậu cái chuyện ừ. Gấp ăn xí đi để mình mong rồi không ăn chấm nước mắm ăn lá này ăn giống như bột tạt luôn á nồng á chạy nó tìm cái bánh tét hả? Gói bánh à? Con gói chị.
giò thú. Chính làm em nói lộn luôn. Mới Tết đây rồi, nửa năm rồi. Nửa năm, năm nữa là nguyên năm. Hôm nay đi về. Chúng ta đi chợ mua xương đầu heo rồi. Cái này là thịt da đầu heo, mũi heo nè. Bây giờ đó. Bây giờ con thấy sướng không? Thời giờ đại. Muốn đi đâu rồi con biết điện thoại hay cái là xe ôm đợi chở đi tới đâu. Sướng màu đó. Dễ dàng gì. Xe đạp không có. Bây giờ là 4 giờ 20 chiều. Đây là con vịt nướng gần chín rồi đây. Bây giờ mình sẽ quét lên cái nước sốt còn lại xong rồi nướng cho nó nóng lên rồi ăn nha. Cái nước sốt này mình mới bỏ vô một tí mật ong nữa. Tỏi ớt. Tỏi, củ hành, ớt. Ớt này là ớt không cay. Còn ớt cay là trong cái chai tương ớt này. Này là nước sốt mà mình ăn vịt nướng. Này là dầu hạt. Hắc thì dầu. Miếng nước tương. Xì dầu, 4 muỗng nước tương, món dầu hào, dầu hào tương ớt, mỗi thứ 1 muỗng, bỏ vô miếng đường, 1 muỗng đường, cuối cùng là cho vô giấm nữa, giấm ăn. Muốn dám ăn mấy dê này canh hay lắm. Canh anh đưa má lên là nó kìa. Một con vịt bóng đêm. Bây giờ mình sắc rau ra ăn với món vịt bóng đêm. Quá trời. Ba mua tới 2 tiếng. Bây giờ mình sẽ cắt vịt ra. Vịt nó rất là thơm nè. Lá mốc mật. Thơm. Nãy cái nước nó bị chảy tiêu, uống sức khỏe. Chế vô cái nước chấm là ngon. Đó, chiều nay là ăn vịt nướng. Sáng mua có 3 cái bánh, ủa 5 cái bánh xèo. Mà ăn có 3 cái à, giờ còn 2 cái nướng lại ăn. Mua có 5 cái ăn thấy mồm. Trông đụng đáng quá vậy. Anh cầm luôn thế.
Có không? Mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức vịt nướng chiều nay. Vịt nướng chiều nay. Ủa nhiêu rồi? Nhiêu với mấy hàng nha. Dọn quá vậy, ăn miếng nha. Xin mời cả nhà ăn vịt nướng. Đi luôn cả. Để hỏi cuối cùng là gì? Tay dài không? Tay dài không? Cành thì khó dơ lại. Ra mà không lặt luôn vậy hả? Ăn nhiều lặt nhiều đi. Má gan má ơi. Được rồi, để cho chúng ăn kìa. Chị gói tới mà. Nấu gió mất tầm quá. Trời ơi. Chị gói sao tới. Mẹ này có cay không? Không. Không. Vịt này nướng nhà hay vậy? Nướng nhà. Tưởng là mua à? Ngon không? Ngon lắm. Tao nướng á. Bởi vậy Phan cũng nói giống y như ở tiệm mà. Như dưới hai rồi nó đi xuống dưới. Vậy hả? Đi đâu hả? Đúc nó chứ chạy đưa nó cầm rồi nó chạy lên. Nó tắm đầu vậy. Con bò. Nó giống con bò hả? Ngắt xé luôn. Gầm con tép bỏ vô. Xuống. Thôn. Bái cương có xì dầu á. Nè cái này chấm nè. Cái mắm xong nè. Dạ. Lại đi. Rồi ăn nè, ngồi đây nè. Cho nó ăn gạo kìa. Ăn đi rồi đút nó luôn. Nhắc ghế vậy ngồi. Rồi đưa cho nó cầm đại đi rồi con ngồi ăn đi. Ừ. Đưa cho cầm này chắc nó quất cái lớn bụng rồi. Nó mắc khổ chắc nữa. Rồi, nhắc qua đây đặng nó ngồi. Cho nó ngồi đó, cố mà chịu. Cho nó ngồi lên đi rồi. Nhắc qua ông Tư. Bự quá vậy, sao không cặp hết vậy? Cầm. Mắm ơi. À đi. Mũi chích thì à. Mũi chích rồi đó. À thì mỹ lắm. Thịt à, ngon mà, thịt ngon quá mà. Dạ cho cái này ăn dạ. Cho con cơm hả? Thịt ngon quá. Ăn cái mũi khoái. Ồ, mũi trắng. Khoái khoái khoái. Trắng rồi. Trắng thịt cái sức. Dính nặng thế luôn rồi. Coi ăn cái mặt đó kìa. Nhìn mắt hay lắm. Mặt căng quá. Tắm rồi á. À, mẹ nó tắm rồi cho nó hả? Bắt đầu. Cắt xì dầu. Ok, cạp rồi. Biết cắn ăn rồi chứ. Trời ơi, nhảy nó dài quá kìa. Ba gai. Có ăn rồi ba gai. Dài kìa kìa. Trời ơi, vô cơ. Tôi về mấy thèo dạ. Ngon, nướng lại nó giòn ngon. Giòn ngụm ngon. Nó gáo nữa. Nóng, ngon. Ăn thêm mấy thèo hả? Chút. Nướng lại giòn ngon. Ừ. Mấy thèo nướng lại hả? Dạ. Nướng lại giòn ngụm nè. Coi dặn dưới sắt bên rồi. Thiếu rồi. Cũng vậy, không. Làm gì? Mắc gan hả? Có mắc gan không? Sao? Có mắc gan không? Đâu hàng chê. Hãy ra ông Tư gỡ cho. Hãy ra gỡ nè. Hãy ra ông Tư gỡ cho. Đội gì chừng mấy cái xương. Không, mấy cái xương mà nó còn dính đó. Âm mềm khoảng chừng 15 phút nữa. Đúng không? Nước rồi. Nãy cái nước mỏng. Cái nước trong cái bọng con vịt mà đổ ra. Ăn không? Ăn bánh mì không? Con vịt nhớ không? Nhớ thèm thịt vịt cái gì á. Ngon quá. Ngồi đẩy ra liền trời. Không ăn lắc đầu đẩy ra liền. Lan thịt là đưa bánh mì gì. Ăn thịt ngon à. Để mới không đói. Cà phê ghét không? Ăn cảm giác như ngon miệng lắm á. Sườn rồi. Đợt nào chúng mình cho đùi á, dìa ôm cắn dài dài dài. Ai xin cũng nó cũng đâu cũng cho đâu. Xin nhận thái cạp cái đùi. Phao câu tính ra phao câu gà nó ngon. Quá. Ngon. Chở bè bên kia. Cái gì vậy? À hả? Nước hả? Nước đâu ạ? À? Nước đâu đây mà ạ? Rồi. Cảm ơn rồi. Ăn bánh mì không? Cho cuốn ăn à? À, nước đâu mà ăn? À, uống nước hả? Cảm ăn. Đổ nước không thèm ăn nữa. Không rồi. Hình Nhi xuống đó cho đi nước à.
Nó miệng mắc cười quá rồi à. Ăn bánh mì ngồi sạch luôn à. Cay. Ờ, không có dục nha. Chừng nào không ăn á, bỏ vô chén không tư, chứ không có dục. À, bỏ vô chén không tư, cứ bỏ liền. Con ăn nào. Cái bánh mì quét hơn cái. Quét. Hồn vô, thờ nhai nổi. Cắn. Cắn ra từ từ đó con. Cắn không? Anh nào kiếm mày. Cái rỡn. Gịch, gịch chưa? Cắn ra ngon, gịch chưa? Gịch. Gịch chưa? Gịch bánh được. Gịch mắm rồi ba. Cắn. Cắn. Bánh xèo. Ừ. Đúng rồi. Ngon ngon quá ha. Hết rồi nhỉ. Ngon không? Ủa cái hổ cay không? Ừ, ăn dưa leo rồi. Má hơi dầm. Ủa này cay không mà? Không cay. Không cay mà. Má cắn thử miếng. Cay kìa. Vậy đó, đắt lắm. Nếu không tui thì bà lại đó. Dạ. Cái mặt thì cái mặt nó dài có nhăn nhăn nha. Cái mặt tỏ vẻ đáng thương. Đẹp cái giò. Đẹp cái giò trong cái ghế đó. Này chứ. Kéo qua được rồi, đau nó gờ. Ây da, ây da không? Ây da, ây da. Ây da, ây da. Nãy có nhát vô cái gì? Nấm nữa. Nấm gì? Mấy nấm gì từ bỏ vô cái thịt kia em lấy nhúm bỏ vô. Nè, chứ gì nói nữa. Còn mấy cái chiếu rồi. Đây nấm mèo nè. Nãy giờ nó cũng uống nước chưa? 2-3 giờ. Chưa. Giòn gạo gạo luôn ha. Dừng tóc con chấm vô kìa. Cái xanh non non thì ngon. Bây giờ là 7 giờ tối rồi. Xin chào và cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video nha. Xin hẹn gặp lại mọi người vào video sau.